Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với nhóm 12. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó có nhiều môn đệ của Người và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, cũng như từ miền Duyên Hải, Tia và Sidon. Thấy vậy, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xì vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như vậy. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa được nghe tin mừng theo Thánh Luca. Và Thánh Luca thuật lại cho chúng ta về việc Đức Giêsu tiếp tục rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Và hôm nay cụ thể Ngài công bố những mối phúc và mối khốn cho con người. Và cụ thể là cho những người tin theo và bước theo Đức Giêsu Kitô. Cho nên chúng ta nghe Thánh Luca đã thuật lại. Thấy vậy, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói. Những mối phúc này Đức Giêsu công bố là công bố cho chính các môn đệ, cho các tông đồ, cho các môn đệ, cho những người đang tin theo, bước theo Đức Giêsu. Và như vậy, thưa anh chị em, điều này cũng là công bố cho mỗi người tin chúng ta bây giờ. Những người tin vào Đức Giêsu Kitô, đón nhận lấy Đức Giêsu Kitô như là cái cùng đích của đời mình. Và bây giờ chúng ta bước vào trong nước của Thiên Chúa, thì bây giờ cái phong cách, cái thái độ, cái cách sống của mỗi người tin bây giờ lại khác hẳn. Và cái phong cách hay là cái thái độ sống đó được xác định bằng chính những lời chúc phúc của Đức Giêsu. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Thưa anh chị em, chắc chắn Đức Giêsu Ngài không cổ suý cho cái sự nghèo đói, nghèo cực khổ. Nhưng mà ở đây Đức Giêsu khi Ngài công bố cái mối phúc về sự nghèo khó là Ngài muốn nói tới chính cái tinh thần, cái thái độ, cái sự đón nhận của mỗi một người tin bây giờ ở trong thực tại nước Thiên Chúa. Người nghèo khó ở đây bây giờ có nghĩa là người dành tất cả cái cuộc đời của mình, hay là tất cả cái bảo đảm của cuộc đời của mình ở bây giờ là cậy dựa vào chính Thiên Chúa và lòng thương xót của Thiên Chúa. Và chính điều mà Thiên Chúa Ngài sẽ thực hiện cho chúng ta.
Cái sự nghèo khó bây giờ là cái mà con người không phải hênh hoang tự đắc về chính điều mà mình có ở trong thế gian này. Từ của cải vật chất cho tới cả những cái điều gọi là tài năng đi nữa. Con người không cậy dựa vào đó để hênh hoang tự đắc. Nhưng mà nếu có phải hênh hoang tự đắc thì là cái điều đó phải là hênh hoang trong chính điều Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, đấy là nước Thiên Chúa, đấy là Đức Giêsu Kitô. Cho nên cái người mà đón nhận đấy nước Thiên Chúa, đón nhận Đức Giêsu Kitô bây giờ thì chỉ đặt một cái điều duy nhất, đấy là Thiên Chúa là tất cả, Đức Giêsu là tất cả. Cho nên cái mỗi phúc về nghèo khó ở đây tức là cái con người dám mở lòng mình ra để mà đón nhận lấy dự án cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Và bây giờ có những điều gì đó để làm cho chúng ta tự hào tự đắc đó thì chính là cái lòng tín thác của Thiên Chúa và lòng trung thành của Thiên Chúa cho chúng ta. Cho nên Đức Giêsu ngài nói cho các tông đồ, những người mà đã bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu Kitô đó. Cho nên ngài mới nói rằng phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì nước Thiên Chúa là của anh em. Anh chị em để ý cái vế đằng sau khi Chúa Đức Giêsu ngài nói vì nước Thiên Chúa là của anh em. Chúng ta biết là mọi sự là do Thiên Chúa ngài tạo dựng. Tất cả mọi sự trong vũ trụ này, trong thế giới này, cả mạng sống của con người chúng ta, tất cả đều thuộc về Chúa. Thế bây giờ so với cái việc gọi là chúng ta sống cái tinh thần nghèo khó hay là sống cái nghèo khó đích thực nữa đi chăng nữa, so với việc mà chính Thiên Chúa ngài đã trao ban cho chúng ta tất cả. Anh chị em nhớ là trong sách Sáng Thế chương thứ nhất chẳng hạn, khi nói tới việc Thiên Chúa ngài tạo dựng vũ trụ trời đất, tạo nên mọi sự đều tốt đẹp, và Thiên Chúa ngài trao cho con người, mà ngài trao cho con người chúng ta với cái quyền cai quản, với cái quyền gọi là làm chủ trên tất cả cái vũ trụ này, thế giới này. Và Thiên Chúa ngài trao ban như thế cho con người ngay từ khi Thiên Chúa tạo thành trời đất. Và bây giờ khi mà con người sa ngã phạm tội thì Thiên Chúa không bỏ mặc, và Thiên Chúa ngài lại hứa trao ban chính nước Thiên Chúa, nước trời. Và nước trời đó chính là Đức Giêsu Kitô bây giờ. Và Đức Giêsu Kitô là sự giàu sang phú quý của người tin, của các tông đồ, của các môn đệ, của mỗi chúng ta bây giờ. Cho nên chúng ta hiểu được điều này để mà thấy được cái điều Đức Giêsu ngài chúc phúc cho chúng ta đấy. Dám bỏ đi tất cả mọi sự, dám bỏ đi tất cả cái sự cậy dựa vào cái thế gian này để mà đón nhận lấy Thiên Chúa, đón nhận lấy chính Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Rồi các mối phúc tiếp theo đấy là phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Và phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc vì anh em sẽ được vui cười. Những người môn đệ của Đức Giêsu Kitô, những người tin của Đức Giêsu Kitô, cho dẫu bây giờ trong cái thế giới này, trong hành trình đức tin của chúng ta vẫn phải đối diện với những bệnh tật, với những đau khổ, với những sự bách hại, với những sự buồn thảm do thế gian này đem lại, thì cũng không vì thế mà làm cho ta thất vọng, làm cho ta phải sợ hãi, làm cho ta phải nhụt chí. Nhưng mà những người tin vào Đức Giêsu Kitô, trở thành môn đệ của ngài, thì tất cả những gì thuộc về thế gian này không còn phải là cái sự cản trở, sợ hãi để làm cho chúng ta mất đi cái niềm hy vọng vào chính tình thương của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Thưa anh chị em, đấy là cái điều mà Đức Giêsu ngài công bố cho các tông đồ, cho các môn đệ, và cũng là cho mỗi một người chúng ta bây giờ trong tư cách là môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta được chúc phúc như thế là bởi vì chúng ta dám sẵn sàng đón nhận lấy chính nước Thiên Chúa ở nơi Đức Giêsu Kitô, và chúng ta dám sẵn sàng cả cuộc đời của mình dấn mình vào cho cái đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận đó, mà chúng ta sống. Và tiếp theo Đức Giêsu ngài nói tới các mối khốn.
Ở trong này bản văn nói là khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Nhưng mà chúng ta để ý khi mà Thánh Luca ngài thuật lại những cái mối phúc và mối khốn này Đức Chúa Giêsu ngài công bố đấy, thì ngài nói trực tiếp cho các môn đệ. Thấy vậy Đức Chúa Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói, tức là những người các tông đồ, các môn đệ hay là đám đông đang nghe Đức Giêsu đấy, tức là những người mà đã tin theo Đức Giêsu hoặc đang chuẩn bị bước theo Đức Giêsu, thì ngài công bố chính cái mối phúc đấy cho họ, nhưng mà đồng thời ngài cũng lại cái công bố những cái mối khốn đấy cho những con người bước theo Đức Giêsu Kitô, trở thành môn đệ của ngài nhưng mà lại không thuộc về Đức Giêsu Kitô. Cho nên nếu muốn dịch sát ở đây thì khốn cho anh em là những kẻ giàu có bây giờ. Giàu có theo cái nghĩa là bây giờ, như nãy đã nói với anh em là cậy dựa vào chính cái của cái vật chất này và ngay cả những cái tài năng của mình. Bây giờ trong cái tiếng gọi là đi theo Đức Giêsu, trở thành môn đệ của Đức Giêsu Kitô nhưng mà lại không phải sống cái tin mừng của ngài, sống cái điều tín thác vào Thiên Chúa, mà là tín thác vào chính mình, tín thác vào những điều mình có, mà những của cải vật chất mà mình có. Và khốn cho anh em, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười vì anh em sẽ phải sầu khổ khóc lóc. Và nhiều khi dính vào với này cái thế gian này quá, tất cả mọi sự chỉ đặt nền tảng trên cái thế giới này thôi, thế gian này thôi. Mọi sự vui chơi, giải trí, tất cả những gì mà thuộc về thế gian này thôi, và quên đi mất cái thực tại nước Thiên Chúa. Cho nên những người môn đệ của Đức Giêsu Kitô cũng nhận lấy chính những cái điều này. Khốn ở đây thì không phải là Thiên Chúa ngài chúc khốn cho con người, nhưng mà chính những con người, những người môn đệ của Đức Giêsu Kitô, những người tin, nếu mà không sống được cái lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng tin đó, thì bây giờ chính con người đó trở thành mối khốn cho mình, mối khốn đời đời, khốn không được ở trong nước của Thiên Chúa. Cho nên thưa anh chị em, những điều mà Đức Giêsu ngài công bố hôm nay đấy lại nhắc nhở cho chúng ta một cái điều quan trọng trong đời sống đức tin của chúng ta. Đấy là chúng ta biết rằng Thiên Chúa ngài đã yêu thương nhân loại chúng ta. Ngài vẫn tỏ lòng thương xót của ngài cho chúng ta. Nhưng mà nhân loại chúng ta hay là chúng ta trong tư cách là những người tin cũng phải luôn luôn ý thức về chính cái chọn lựa của mình, về chính cái xác tín của mình, về chính cái tín thác của mình. Chúng ta đang bước theo Chúa và chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa, hay là chúng ta lại đặt niềm tin vào ở một cái chốn khác, ở vào một cái thế lực khác, chứ không phải là quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta đang bước theo Chúa mà chúng ta lại chưa sống được, hay là không sống cái tin mừng của ngài, mà ta lại đang sống một cái điều khác, đang để cho những cái thứ khác nó điều khiển chính đời sống của chúng ta. Và đến ngày hôm nay, lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta để một lần nữa chúng ta được thức tỉnh mà sống trong bình an, sống trong tín thác, sống trong cái niềm hy vọng đích xác là bây giờ Thiên Chúa ngài đã yêu thương và ngài đã trao ban cho chúng ta chính nước Thiên Chúa, chính Đức Giêsu Kitô, chính sự sống đời đời. Chúng ta hãy xác tín điều đó để chúng ta sống trong niềm vui mừng và sống chứng những cái mối phúc, điều phúc mà Thiên Chúa ngài đã công bố cho mỗi người chúng ta trong tư cách là môn đệ của Đức Giêsu Kitô.